Hello của tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ review một cái server số cũng khá là đẹp đấy anh em ạ, 1100. Kèm với lại là trong acc này thấy bác chủ acc bảo mình chưa vào, nhưng mà bác chủ acc bảo là trong acc có sẵn vé quay ấy. Thì vào sẵn quay event luôn anh em ạ. Tiện thể thì mình sẽ review cái server kèm như là review cái acc cũng như là cái event quay của đợt này luôn anh em nhá. Ok. Bây giờ cùng vào xem nào. Tắt cái âm đi. Server này đã mở giới hạn cấp 10x rồi. Và acc này đã kiếm hiệp 13 anh em ạ. Kiếm hiệp 13 là một cái mốc kiếm hiệp cũng khá là cao đây chứ không phải đơn giản đâu nha. Ok. Mình sẽ xem trước. À, hiện tại đang full cường hóa 100 anh em ạ. Full cường hóa 100 hết rồi. Đấy, là mắc cường hóa rồi nhá anh em. Đồ phổ thì hiện tại đang full đồ phổ. À, tất nhiên thì giai đoạn 10x này những cái acc mạnh, những acc tốt như này tất nhiên phải full đồ phổ rồi. Mình xem về đá hồn nhá. Đá hồn hiện tại vẫn chưa có viên đá nào lên level 7. Một viên tầng thí hoàng lên level 7 này. Chưa có đường hiệu. Một viên vương đằng, một viên hoàng nha hồng liệt này, viên đằng hoàng nha hồng liệt tầng thí hoàng, thế là có 3 viên đá level 7. Ok, về kinh mạch nhâm mạch khúc cốt full, đốc mạch trường cường full, sung mạch u môn full. Hiện tại vừa mới mở dương khiêu thì vẫn đang lên tới đâu full tới đấy anh em ạ. Rất khủng khiếp nha, rất khủng khiếp đấy, vẫn đang theo dạng là lên tới đâu full tới đấy về cái kinh mạch đấy. Còn về đá khảm các kiểu thì anh em cũng thấy rồi, anh em đợi mình chút. Ok. Về chân nguyên thì 1, 2, 3, 4 dòng cam cũng rất là ngon để xài nghịch thủy anh châu. Ok. Xem thêm nào. Về phần đồng hành thì đang xài kinh kha thức tỉnh, hai skill cam, có quần thể kim cang, có quần thể độc dưỡng. Ngon nha, ngon nha. Thôi sơn điện thải này. Thì bình thường thầy mẹ skill cam mà nhìn cho nó đẹp nè. Hoàng Nha Học Liệt kỳ tài thức tỉnh 163k lực chiến, hai skin, 3 skin vàng anh em ạ. À, 3 skin vàng. Đấy. Gì đây? Tần Thủy Hoàng kỳ tài thức tỉnh có hai skin vàng thôi, nhưng mà sao hai cái này không cắn skill cam và nhìn cho nó đẹp nha. Không cắn skin cam và nhìn cho nó đẹp. Đấu kiếm kỳ tài thức tỉnh 3 skin cam. Một quần thể kim cang. Đồng hành khá là ngon nhé anh em, đồng hành rất là ngon đấy. Kinh mạch thì nãy mình nói rồi, về phần nội đơn đang xài kháng hút sinh lực này, đang xài bổ anh để tránh cơ bản này, đang xài hút sinh lực này, và đang xài miễn sát thương mẫu kích này. Nội đơn thì cũng lực chiến rất là cao, những cái dòng rất là tím anh em ạ. À, rất là đẹp nhá. Ok. Về kỳ trân cát ở đầu tư, mà kỳ trân cát thì cái chó ấy. Kỹ năng giang hồ tuyệt học, tuyệt học thì ở giai đoạn đầu 10x như thế này thì cũng chả có gì để phải review nhiều lắm, tại vì nó chưa có được nhiều tuyệt học lắm để review anh em ạ. À, còn bây giờ thì để xem qua cái phần server. Về phần server ban hỏi thì hiện tại ban đế vương đang top 1, ban thần thoại ban top 2, đang top 2, ban sống còn top 3, vui là chính top 4, bố đời top 5. Hiện tại server chỉ có 5 ban hỏi thôi, mình nghĩ là kẹp clone trong ban để mà cày luôn đấy. Đế vương thần thoại sống còn vui là chính, kể cả là bố đời chia đều ra tất cả các bang anh em ạ. À, không có phải là top về hết một bang mà chơi nhá. Như anh em thấy hiện tại acc này đang là acc top 1 của server luôn,
Đấy, arc này hiện tại đang là arc top 1 của server và đang ở bang đế vương, thì top 2 và top 3 người ta lại ở bang thần thoại, top 4 lại ở bang sống còn, và top 5 lại ở bang thần thoại, top 6 lại ở bang vui là chính, top 7 lại quay lại bang đế vương. Anh em thấy top chia đều ra tất cả các bang như thế một server này, để mà nói chơi những server như thế này mới gọi là đáng chơi anh em ạ. À, tài nguyên úp ạc của anh em có thể là nó sẽ lợi tức đồ các kiểu đó, nó sẽ là ít hơn so với những cái server lân cận, những cái server mà người chơi là dồn về một bang. Nhưng mà chắc chắn một điều với anh em luôn, những server này chơi lúc nào cũng có cảm giác anh em nạp tiền vào nó không bị phí cái đồng tiền, nạp tiền vào cảm giác nó hứng thú, nó thích hơn so với lại là những cái server khác. Để chia đều như thế này đấm nhau, cũng có thể là chia đều như thế này thì lượng tài nguyên, lượng cày vàng của anh em nó cũng rất rất là ok nhá. Thí thử như bây giờ 20 người chơi kẹp thêm khoảng cỡ độ 149 150 con cờ lon trong một bang thì ấp ạc cũng mức mượt lắm anh em ạ. Ấp ấp ạc mức mượt lắm, sống còn cũng mạnh nha, thần thoại cũng không phải yếu, vui là chính cũng đầy top, đế vương thì cũng có. Ờ đấy, còn bang bố đời thì có vẻ là hơi ít hơn một chút, bố đời có vẻ là hơi ít hơn một chút, phần còn lại thì rất là san sát nhau. Hiện tại thì ạc này đang là ạc top 1, ạc top 2 thì kém ạc này tầng 280k lực chiến, 275k lực chiến, thì ạc top 2 cũng full cường hóa, chân nguyên thì chỉ có một dòng cam thôi. Về đá khảm thì để mình xem, có lẽ là chưa có viên đá 7 nào, chưa có viên đá 7 nào anh em ạ. Thế thì nó sẽ thoạt hơn một vài điểm so với cái ạc top 1. Ạc này là ạc cũng là đồng hành thì tất nhiên là tới giai đoạn này thì kỳ tài thức tỉnh hết rồi. 11 giờ nó còn có nhân nào ăn. Dạ dạ. Kỳ tài thức tỉnh hết rồi. Kinh kha các kiểu cũng kỳ tài thức tỉnh. Nói chung là con nào cũng kỳ tài thức tỉnh thôi anh em. Tuy nhiên là cái dàn đồng hành của bác này thì nhìn có vẻ là hơi cùi hơn so với lại là dàn đồng hành của bác top 1. Mình để mình có cái so sánh nó chính xác hơn thì vào phần trang bị cơ bản. Về trang bị cơ bản thì ạc lãng khách, ạc mình đang cầm để review cao hơn so với lại ạc top 2, tức là ạc vô tình. Top 2 là vô tình đúng không? Đúng rồi, chính xác. Là ạc vô tình. Khoảng hơn 100k lực chiến. Chính xác là 167k lực chiến, còn đấy anh em ạ. Cường hóa thì tất nhiên là ngang nhau. Khảm đá, khảm đá thì vẫn hơn nha, hơn 130k lực chiến. Thế thì trang bị cơ bản và khảm đá thì là hai cái hơn dữ nhất. Còn thú cưỡi thì có thể là cũng là ná nhau, hơn có chênh lệch đi chăng nữa thì không đáng là mấy. Về chân nguyên thì ạc này vẫn đang là top 1 chân nguyên, đồng hành thì cũng tương tự như vậy. Có một bác là đồng hành của bác vô tình này cũng cao nha anh em. Thật ra thì mình xem ấy, bác ấy thua một số skin nó trên lệch một ít lực chiến thôi chứ không nhiều. Tại vì ấy, bác này ấy là bác ấy có hai skin cam này. Đấy. Còn như con đồng hành Tần Thị Hoàng của ạc lãng khách đấy thì hai skin ở cuối ấy nó là hai skin lam anh em ạ. Ví thử như nó là skin cam ấy thì lực chiến chắc nó lại hơn thêm tí nữa. Nhưng mà hiện tại đồng hành vẫn đang là top 1. Nội đơn đồng hành cũng top 1. Môn khách thì sao? Môn khách hiện tại đang top 2 và tụ bảo bồn thì đang top 2. Mình sẽ xem qua dàn môn khách một chút. Môn khách thì đang xài bộ là Kinh Kha. Bên này thì Lý Nguyên Bá để lấy triệt tiêu sát thương cuối. Bên này thì là tỷ lệ ở đây thời gian kháng thuộc tính. Còn bên này thì sao? Bên này thì chưa mở anh em ạ. 105 thì nó cũng chỉ vừa mới mở cấp thôi, mở cấp không lâu. Môn khách thì mới xài được thôi. Ok, bây giờ mình qua tới cái phần quay thưởng để xem thử cái app này có quay được không anh em nhé. Bạn có không lượt rút. Nhận lượt. Xác nhận. Ok, 120 lượt anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ rút. Event này là một event quay để anh em lấy điểm, anh em đổi những cái phần bên đây. Hoặc anh em có hộp quà cao cấp, hộp quà trung cấp, hộp quà sơ cấp thì anh em sẽ đổi ở trong phần tự chọn như thế này nha anh em. Đấy, cái event này thì mình nghĩ là không có gì mới mẻ đối với tất cả anh em rồi. Nó rất là bình thường thôi. Để mình quay xem tôi có những cái phần thưởng như thế nào anh em nha, được cái hộp quà cao cấp nào không. Tất cả các hộp quà cao cấp được đổi quà rất là ngon anh em nha. Quà nguyên khí công hiến này cũng tầm tạm, điểm thưởng.
Ok, tiếp tục quay nè. Anh em nào cần treo acrylic, treo acrylic chính, cần thuê máy treo acrylic thì có thể liên hệ qua với mình ở số điện thoại ở dưới phần mô tả nha anh em. Treo acrylic thì chỉ 70.000 một acrylic thôi. Kể cả acrylic chính cũng thế, nhưng mà acrylic chính thì anh em phải sử dụng phải phải chuẩn bị sẵn auto. Acrylic thì bên mình có sẵn auto. Acrylic thì mình chỉ nhận treo độ là khoảng, nói chung là tối thiểu là 4 acrylic. Và treo á là treo chẳng theo tim, để nó đi hoạt động nó đi trang theo tim anh em ạ, cứ 4 acrylic một tim ấy. Thì tức là mình chỉ nhận treo là một là 4 acrylic, hai là 8 acrylic, hoặc là hơn nữa là kiểu cứ nhân 4 lên đấy, chứ không có kiểu nhận là 7 acrylic hay là 6 acrylic. Nó lẻ ra thí thử như treo một tim rồi còn hai acrylic kia nó đi với ai đấy, khó vậy anh em thông cảm ha. 13 điểm nhưng chưa có hộp quà cao cấp nào, có đá hồn được các kiểu nhưng mà không có hộp quà cao cấp nào. Nhưng mà ok, có cần nhận thư trước không ta? Thôi cứ ra nhận thư đi cho nó chắc có ha. Đó, nó full thư các kiểu. Một rương chọn đá hồn lên vào 5. Tầm này rương chọn đá hồn lên vào 5 là cũng ok là hết đấy. Đường chọn đá hồn lên vào 5, bác này có nhiều không? Úi xời ơi, làm gì có, chưa có đường hiếu đúng không? Xuống rồi. Làm gì có. Quá hợp lý luôn. Quay tiếp nào. Anh em nào cần review acc ở server nào, hoặc là review server nào mà anh em cảm thấy server của anh em nó có cái gì đó hấp dẫn hoặc là top up kinh khủng khiếp, hoặc là một acc nào đó kiểu cày chay chuyển vàng được kiểu kiểu vậy, thì anh em có thể gửi acc qua bên Zalo hoặc Facebook cho mình để mà mình lock vào review anh em nhé. Thật ra thì bây giờ mình tạo một cái acc clone cũng được thôi, nhưng mình không biết tình hình ở server nó như thế nào ấy. Đấy, thì thử anh em gửi acc thì anh em sẽ nói luôn là mẹ server tao có thằng ấp ơ này mày mạnh vãi cả đái, không biết gì ngủ đêm tới sáng dậy sáng ra nó nạp 10 triệu. Đấy thì mình có cái để mình review. Đấy, mình mới biết được thông tin ở server đó nó có cái gì hấp dẫn để review. Chứ còn thật ra giờ vào một số server ấy thì tốt cũng không mà chuyển vàng căng cũng cũng không ấy, ra cũng không biết làm cái gì với server đó. Anh em chơi trước rồi anh em biết được cái tình hình của server nó hiện tại nó đang ra làm sao. Coi túi thịt tím này, anh em bấm nhỏ cho mình phần thưởng tự chọn, không có hộp quà cao cấp nào, chỉ có đúng một hộp quà sơ cấp rất tuyệt là vời đấy nè. Hộp chọn sách thông hiệp thì trả đổi để làm gì, mình xem qua còn đổi gì để bắt chủ ạc vào đổi nhá. Rất là đen anh em ạ, đồ cứu hụi, nói chung là đồ như thế này thì cũng chả biết đổi gì anh em ạ, có đổi thì chăng nữa chắc là để bắt vào đổi mấy cái này thôi chứ. Ok, mình chỉ review thôi còn quay thôi, đen quá không có đổi cái gì được anh em ạ. Để bác ấy vào tự đổi. Mình xem qua ngoại trang một chút ha. Ngoại trang thì có vũ khí tiên vũ. Tiên vũ. Thật ra cái vũ khí tiên vũ nó có hai loại, một cái là tiên vũ thôi, một cái tiên vũ thì Kinmacha hay là cái gì đó, tiên vũ ma ma gì đấy. Thì cái tiên vũ ma 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 gì kia này là mấy cái vũ khí tiên vũ đẹp. Mình chơi con đào hoa mà cầm cái vũ khí tiên vũ mà ma ma kia nữa nó lấp la lấp lánh ấy, giống như kiểu cái vũ khí tiên vũ này anh em cắn phụ ma thạch level 3 ấy. Thì đẹp cực kỳ, lấp la lấp lánh. Con đào hoa nhìn nó dáng nó nhỏ, xong nó cầm cái vũ khí thiệt to bố to chán nữa. Hoặc là anh em chơi con bá đao mà nhân vật nữ nó dắt cây kiếm hơn sao, cây kiếm to gấp đôi người nó luôn, đẹp lắm. Đang nói về độ đẹp thôi, còn mạnh hay không thì đắt biết nha. Bộ người trang này cũng rất là ra gì và lại đỏ đấy. Ui trời ơi, nạp tiền lên kiếm hiệp 13 nhưng mà đúng một cái ngoại trang tiêu hắc. Ngoại trang gì đây, ngoại trang con gấu gì đây, giật mật hùng hiu ạ. Chết, cái này là đề nghị nạp thêm ngoại trang nha, thằng Phúc Tinh Cát rồi đây, rồi quay rồi lấy rồi các kiểu đi. Này thì hơi hỏng nha. Đây có gì đây, kỹ năng chân nguyên có khoảng 3 rương. Đấy, thiệt là vời quá. Ta xem tới hồi tiểu bích có thể lấy được cái đồ phủ dây chuyền, chả để lấy làm gì cả. Thủy tinh thì còn rất nhiều anh em ạ. Sau khi cường hóa nó chuyển một bậc ở giai đoạn cấp 100 này thì lên cấp 110 nó mới cho cường hóa tiếp. Đấy,
lên có 110 nó lên cho người hóa tiếp thì lúc đấy là thị tên là bát ngát bạc ngàn anh em ạ. Những cái hạt tốt như thế này mà đặc biệt lại còn ở phá đào hoa như thế này, đi tầng lăng anh nói anh em chứ tầng lăng ra rất là nhiều thị tinh ở cái giai đoạn cấp 10x 11x rồi, cứ dành thời gian, chủ yếu là có thời gian để kéo hay không chứ còn vào động liên tục. Tầm này ngày xưa mình chơi tới đoạn này chỉ có thảo tu để kéo thôi, một số anh em trong team người ta hứng người ta kéo tay đấy, mẹ mà kéo tay thì đi gọi là hết ngày luôn đấy, tầm độ khoảng 2 tiếng đồng hồ là anh em đi mẹ trĩ luôn. Cho nên là mấy cái vụ kéo thằng tay này thì cũng nên xem xét thả ô tô đi cho nó lẹ. Và nạp hoàn trả thì cũng đã nạp tới một gói 100, thật ra thì cũng chả cần thiết phải nạp đeo lên tới gói như này, dư tiền thì nạp không có thì thôi. Qua quà mỗi ngày thì nạp mẹ nó cái gói quà vô xong này để lấy nguyệt anh thật, còn hai gói này vứt Kiều Hồng Bảo như này thì bây giờ đưa cho người ta, đưa cho cái hàng dịch vụ mẹ 150 nó chuyển về Kiều Hồng Bảo có khi nhiều hơn như đây. Này thì đéo cần thiết để mua làm gì, thật ra có thể mua để lấy viên đá này đấy, nhưng mà nó quá tốn kém anh em ạ. Bây giờ ở giai đoạn cấp 10x như thế này, những anh em mà chơi tầm tới đây rồi thì người ta sẽ có một cái độ chán nhất định để mà nói đầu tư vào 5 lít một tuần thì nó cũng gọi là một tháng hai củ thì nó cũng hơi mặn thôi, thì kệ mẹ nó luôn. Cả gói đầu tư này 2 lít bắt đợi thì cũng hơi lâu, rằng đéo cần số vàng mà mới ít ỏi như thế này. Đấy, một cái review rất là chi tiết nha anh em, ủy thác trời mạng thì đéo nói rồi. Ok, mình xem qua trục lọc chiến thì làm sao. Thần binh thì top 15, chiến bậc thì top 8, khảm thần binh thì đéo có, linh bảo thì top 24, khiêu chiến thì lăng thiệt phong thì không nói làm gì, ai chăm chỉ thì được. Hồi sơn lượng kiếm chắc chắn là top 1 rồi, một cái ạc mạnh như thế này vũ đại đi vi lãng với khách, nếu như mình nhớ không nhầm thì top 2 là một bát gì đấy kém 280k thì bắt vũ đại này kém khoảng cỡ 300k. Ủa đâu, kém cũng chừng đấy thôi anh em ạ, kém chừng đấy thôi. Ủa vũ đại có phải là bắt này không? Khiêu chiến hoa sơn lượng kiếm 300. Ủa là server nào? Đế vương được chiến cao này sao không có bảng xếp hạng? Bằng một cách nào đó một bát lực chiến cũng rất là cao, 7.320k lực chiến, nhưng đéo thấy ở trên top anh em ạ. Có thể bác ấy là tháo ạc ra hay là gì đấy, vũ đại anh em ạ, chứ không phải vũ đá này. Bác ấy ở phái tàn kiếm thức tỉnh. Mẹ bác này tháo đồ ra để tuột top xuống làm một cái quần què đấy, biết mình vào review hay là giấu ạc hay sao đấy. Anh em nhìn thấy không, cái này là hoa sơn lượng kiếm là trong server, bác vũ đại này đi với bác lãng khách, đúng chưa ạ? Bác này là bác top 3 server đây chứ còn gì nữa. Nhưng tại sao trong mạng xếp hạng lượt chiến mình không thấy ai tên vũ đại, vô lý thật. Lúc đầu mình còn tưởng bác vô tình này, nhưng mà thật ra không phải, bác vũ đại khác. Mình nhớ bác vô tình là một cái phái gì đó, nó quái hả. Ok, thì mình sẽ dừng clip mình sẽ dừng clip này tại đây, và đây là server 1100 anh em nhé. Lãng khắp là top 1 của server, một ạc cực kỳ mạnh ở server 1100, hiện tại đang là top 1 của server toàn máy chủ anh em nha, toàn máy chủ 1100 đấy. Một cái mức đầu tư cũng tương đối là cao, ở hiện tại là kiếm hiệp 13 và chỉ còn rất nhiều nữa mới lên được kiếm hiệp 14. Ok, mình xin phép dừng livestream này tại đây, mình dừng clip này tại đây. Nếu như anh em nào có nhu cầu cần treo ạc chính hoặc trần treo ạc cờ lon, số lượng lớn số lượng nhỏ gì mình nhận hết đấy, thì liên hệ qua ở dưới phần mô tả cho mình, có số điện thoại của mình ở dưới đấy, liên hệ qua Zalo anh em nhé. Zalo thì anh em chỉ cần nhắn tin qua, lúc nào đấy thì mình sẽ trả lời cho anh em, đừng có gọi chi, gọi mình ít khi nghe máy lắm đấy. Và bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người.